Trấn Thành mượn bài hát để bày tỏ lòng thương tiếc Mai Phương. Trấn Thành một lần nữa dành sự tưởng nhớ từ tận đáy lòng mình cho cố nghệ sĩ Mai Phương, cô gái bé nhỏ đã chịu nhiều thiệt thôi. Trấn Thành tiếp tục dành một hành động đầy ý nghĩa để tưởng nhớ về cuộc đời hồng nhan bạc phận của Mai Phương. Sự ra đi đột ngột của nữ nghệ sĩ đã khiến cho nhiều người ở lại cảm thấy đầy xót thương. Khi mạng xã hội gần như muốn nổ tung với những nguồn tin tức khác nhau xoay quanh gia đình và cuộc sống của Mai Phương những ngày cuối đời, Trấn Thành cũng dành sự quan tâm nhất định, nhưng anh đã dùng một cách khác để bày tỏ nỗi lòng của mình đến cố nghệ sĩ. Bài hát như một lời tạm biệt nữ nghệ sĩ nhỏ bé đáng thương. Trấn Thành dùng bài hát Cánh Hồng Phai để tưởng nhớ về cuộc sống của Mai Phương lúc sinh thời. Nam danh hài đăng tải một clip ca nhạc. Bài hát Cánh Hồng Phai được chính Trấn Thành trình bày. Xuyên suốt bài hát được lồng ghép những hình ảnh Mai Phương lúc còn sinh thời. Cô gái xinh đẹp với dáng người nhỏ nhắn đã dành hết sức lực của mình cho từng vai diễn. Trấn Thành mượn bài hát để bày tỏ lòng thương tiếc Mai Phương. Từng lời bài hát như kể về cuộc sống éo le của Mai Phương. Từng lời bài hát giống như kể về cuộc sống của Mai Phương trước đây. Nàng như một đóa hồng phai, nhan sắc héo hon theo những ngày dài. Cuộc sống đã quá khắc nghiệt với một cô gái xinh đẹp như thế. Chương chuyên từ trong chuyện tình cảm đến gia đình cũng khó vẹn tròn, đến cuối cùng vẫn phải nếm trải nhiều nỗi đau. Hình ảnh của Mai Phương được lồng ghép xuyên suốt bài hát. Sự ra đi của Mai Phương mặc dù được báo trước nhưng cũng khiến cho nhiều người cảm thấy đau lòng và hụt hẫng. Vừa qua nữ nghệ sĩ đã về nơi lòng đất, để lại nhiều tiếc nuối trong lòng những người ở lại. Trấn Thành bày tỏ nỗi lòng trước sự ra đi đột ngột của Mai Phương. Ngay sau khi nhận được tin Mai Phương đã qua đời, nam danh hài ngay lập tức đã thể hiện nỗi lòng của mình đến với nữ nghệ sĩ hồng nhan bạc mệnh. Anh đã viết trên fanpage: cuộc sống này đã chơi một cuộc chơi không công bằng với cô gái bé nhỏ này. Cuộc sống đôi khi sửa ép con người một cách quá đáng. Tôi đang cố ra lại ký ức để nhớ xem Phương bạn tôi hạnh phúc nhất là khi nào, mơ hồ lắm. Vì lần nào gặp, mắt cũng sâu thẳm nỗi buồn, tay chân thì tất bật vì phải chạy nhiều show, làm nhiều job. Lâu lâu thấy được cổ cười và lần sau gặp lại là thế nào nụ cười ấy cũng được thêm một vẻ mặt trầm ngâm, một đôi mắt mà nhìn vào trong đó chưa bao giờ thấy bình an. Mai Phương đã luôn mỉm cười một cách lạc quan như thế, mặc dù cơn bạo bệnh ngày một phát triển. Trấn Thành còn nhắn nhủ nhiều lời đến cho nữ diễn viên quá cố. Cuộc đời nó chơi không đẹp với bạn, bạn không đấu với nó nữa, nghỉ ngơi Phương nhé, hết đâu rồi. Không đâu nữa đâu, về một nơi mà bạn được thanh thản nhẹ nhàng và sẽ luôn mỉm cười mỗi khi quay đầu lại, thấy được những ánh mắt yêu thương của nhiều người dõi theo, trong đó có tôi. Mặc dù đang trong tình hình dịch bệnh phức tạp, nhưng Trấn Thành bà xã Haribon đã đến và nhìn cố nghệ sĩ lần cuối trước khi cái tên Mai Phương chỉ còn trong tiềm thức.